Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip thứ hai ngày đầu tuần, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ Anh Quốc. Cặp loa này của hãng Tannoy và nó có model là Mercury M2. Đây là một cặp loa bookshelf có một chất âm rất là tuyệt vời. So với giá tiền, nó mang lại cho chúng ta một chất âm vượt hơn rất nhiều số tiền mà chúng ta bỏ ra. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua cặp loa này. Cặp loa này nó sở hữu hai đường tiếng, một chép đôm lụa và một bát 16 gân cao su. Công suất của cặp loa này là 80W một thùng và trở kháng của nó là 8 ohm. Về kích thước của cặp loa này thì nó có chiều cao là 38 cm và chiều sâu của cặp loa Tannoy Mercury M2 là chiều sâu của nó tính đến mặt e căng là 29 cm và chiều ngang của nó là 20.5 cm. Cặp loa này là cặp loa đã qua sử dụng anh em nhé, không tránh khỏi xước sát. Và đây là phần mặt sau của cặp loa Tannoy Mercury M2. Trên này là một lỗ thông hơi, ở đây là tem mát của nó, Tannoy Made in Europe Mercury M2, số series của nó là 743D. Cầu loa nằm ở đây anh em nhé. Mình sẽ xoay tiếp chiếc này cho anh em xem. ...006743D và số series bên này là 006742D. Đây là một cặp loa series liền kề với nhau anh em nhé. Đây là một cặp loa series liền kề với nhau. Đây nó có một cái tem 7 màu đây anh em này. Mọi cái chỉ có vậy thôi. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của cặp loa Tannoy Mercury M2.
Anh em vừa nghe qua chất âm của cặp loa đến từ Anh Quốc, cặp loa của hãng Tannoy và nó có model là Mercury M2. Và cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt cho anh em, với giá 3.800.000 đồng. Một cặp loa rất là đẹp của một thương hiệu rất là nổi tiếng. Cặp loa này như Việt Vinh nói lúc đầu, với số tiền anh em bỏ ra thì chất âm của nó mang lại vượt qua cái số tiền mà anh em bỏ ra mua cặp loa như thế này. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 091 765 9929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày đầu tuần thật vui vẻ.